Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Kiều bào tại nhiều nước trên thế giới tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Công ty may người Việt ở Nga đem lại cuộc sống tốt đẹp cho công nhân và được chính quyền sở tại đánh giá cao. Xu hướng lấy chồng nước ngoài của phụ nữ Việt Nam đã đặt ra nhiều thách thức trong việc hòa nhập xã hội của các cô dâu Việt Nam, đặc biệt là trong gia đình đa văn hóa. Tối ngày 2 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã phối hợp với phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN đã tổ chức long trọng tiệc chiêu đãi mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 69 tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy đã khẳng định mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Indonesia và Việt Nam, cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà chính phủ Indonesia đã dành cho Việt Nam, sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là sự ủng hộ trên tinh thần và nguyên tắc đoàn kết của ASEAN. Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy đánh giá cao vai trò của sinh viên và cộng đồng người Việt ở Indonesia đối với việc gìn giữ văn hóa Việt, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược hai nước, kêu gọi bà con đoàn kết vượt qua khó khăn để nâng cao hiệu quả công việc và hướng về Tổ quốc. Cũng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì cộng đồng người Việt tại Ulyanovsk và Samara, Liên bang Nga đã tổ chức lễ dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn đối với Bác và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả cuộc đời để giành độc lập tự do cho Việt Nam, nguyện làm theo tấm gương của người dù ở nơi đất khách quê người vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Nhân dịp này, cộng đồng người Việt Nam tại hai thành phố này đã tổ chức cuộc giao hữu bóng đá. Đây là hoạt động giao lưu rất thiết thực nhằm tạo cơ hội để cộng đồng người Việt Nam ở Liên bang Nga gặp gỡ, trao đổi thông tin, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Cũng trong dịp này, thì cộng đồng người Việt ở hai thành phố Ulyanovsk và Samara đã thống nhất sẽ tổ chức một số chương trình hướng về biển đảo quê hương trong thời gian tới. Và tiếp theo đây là thông tin về hoạt động chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của một số cơ quan đại diện ngoại giao và cộng đồng người Việt tại khu vực châu Phi. Đúng ngày mùng 2 tháng 9 tại Algeria, Đại sứ quán Việt Nam tại đây đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm lần thứ 69 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đến dự buổi lễ có Bộ trưởng cựu chiến binh Tayyip Zitouni và Bộ trưởng Du lịch và Thủ công Mỹ nghệ bà Nouria Yamina Zerhouni, đại diện cho chính phủ Algeria, toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Algeria cùng nhiều quan khách, bạn bè quốc tế và truyền thông sở tại. Còn tại Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể kỷ niệm Quốc khánh. Tham dự lễ kỷ niệm có ông Elise Joaquim Machava, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, cùng khoảng 300 khách mời gồm các vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Mozambique, cùng đông đảo doanh nghiệp và bà con người Việt sinh sống tại Mozambique. Cũng trong tối ngày 2 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã tổ chức lễ tiếp tân mừng Quốc khánh. Đến dự lễ có Quốc vụ khanh Bộ Khoa học và Công nghệ João Teta, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng MPLA Pedro Chavez, cùng trên 300 khách mời là quan chức nước sở tại, bạn bè quốc tế và đông đảo doanh nhân đại diện Hội Người Việt tại Angola. Trong các buổi lễ và tiếp tân, trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước đã nêu bật ý nghĩa lịch sử của lễ độc lập, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong xây dựng bảo vệ đất nước, chủ quyền lãnh thổ cũng như chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại. Ngoài ra, tham dự các buổi lễ, khách mời quốc tế và cộng đồng người Việt sở tại cũng được thưởng thức các tiết mục văn hóa và ẩm thực đặc trưng thắm đượm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam Triều Tiên và Ủy ban ủng hộ Triều Tiên của Việt Nam đã phối hợp tổ chức gặp gỡ hữu nghị nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, mùng 9 tháng 9 năm 1948, mùng 9 tháng 9 năm 2014. Những bài hát như Việt Nam quê hương tôi, Nhạc rừng hay Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh đã được các bạn trẻ người Triều Tiên đang sinh sống và học tập tại Việt Nam thể hiện thật sôi nổi tại buổi gặp mặt này. Mọi người như được gắn kết với nhau từ chính những giai điệu quê hương và những bài hát ngợi ca về đất nước. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động
vì các bạn đã tổ chức một hoạt động rất long trọng để kỷ niệm lần thứ 66, ngày quốc khánh của đất nước chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đây chính là những hoạt động thể hiện tình cảm rất là nồng thắm của các bạn đối với nhân dân Triều Tiên. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Triều Tiên là mối quan hệ truyền thống, hữu nghị lâu dài và tôi mong rằng tình cảm này sẽ ngày một phát triển. Cùng với sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Triều Tiên trong thời gian qua đã góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, được thể hiện qua các chuyến thăm hữu nghị, các hoạt động giao lưu đa dạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước. Hàng năm cứ đến ngày quốc khánh của Triều Tiên thì là chúng tôi tổ chức gặp gỡ những cái anh em trong hội hữu nghị Việt Nam Triều Tiên, đặc biệt là những người mà đã học ở Triều Tiên về để ôn lại những kỷ niệm ở Bắc Triều Tiên, hiểu được cái tình hình của hai đất nước và tăng thêm cái tình hữu nghị. Ngoài ra thì đến Tết âm lịch thì thường chúng tôi gặp nhau để mà thăm sức khỏe của nhau và chúc Đại sứ quán Triều Tiên hỏi thăm về tình hình nhân dân Triều Tiên và ủng hộ nhân dân Triều Tiên trong những cái trường hợp cần thiết. Buổi gặp gỡ hữu nghị nhân kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh Triều Tiên đã khép lại. Đây là dịp để những người đã từng học tập, sinh sống và làm việc tại Triều Tiên gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm về đất nước bạn, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam, Triều Tiên. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong tháng 8, cả nước có gần 9.400 lao động đi làm việc ở nước ngoài, nâng tổng số lao động xuất khẩu 8 tháng đầu năm lên gần 74.000 người, đạt xấp xỉ 85% kế hoạch năm 2014 và gần 135% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, Đài Loan tiếp tục là thị trường tiềm năng đối với ngành xuất khẩu lao động Việt Nam, liên tiếp từ đầu năm tới nay là thị trường dẫn đầu với trên 44.500 người, tiếp theo là các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Ả Rập Xê Út. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nếu duy trì được số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài như trong tháng 8, thì dự kiến xuất khẩu lao động trong năm 2014 của Việt Nam sẽ vượt mục tiêu 100.000 người, cao nhất từ trước đến nay. Có không ít xưởng may của người Việt Nam ở Nga đã đảm bảo cho công nhân của mình những điều kiện tốt nhất và được chính quyền sở tại đánh giá cao. Thông tin và những hình ảnh do đồng nghiệp của chúng tôi tại Đài Tiếng Nói Việt Nam cung cấp từ Liên bang Nga. Nằm cách thủ đô Moscow chừng 150 km, tại thành phố nhỏ Kosterovo, huyện Petusinski, tỉnh Vladimir, Nga, công ty may Dista tọa lạc trong một khuôn viên có diện tích rộng chừng 1 hecta. Trong khuôn viên này, một tòa nhà xưởng 2 tầng mới được xây và khu nhà ở của công nhân, khu văn phòng làm việc vốn có từ trước cũng được sửa sang sạch đẹp, tạo thành một quần thể nơi ở và làm việc rất thuận tiện. Một khoảng sân rất rộng được đổ bê tông sạch sẽ, trở thành nơi vui chơi thể thao. Điều đặc biệt là nhóm nhỏ cộng đồng người Việt ở đây nhưng đã nhận được sự quan tâm và rất hoan nghênh của lãnh đạo địa phương. Nhân ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9, bà Lyudmila Zisova, thị trưởng thành phố Kosterovo đã tới chúc mừng các công nhân ở đây. Bà Lyudmila cho biết, bà rất hài lòng với những đóng góp tích cực của công ty đối với thành phố. Về phần mình, thành phố cũng rất hợp tác với các bạn Việt Nam ở đây, như cấp các chỉ tiêu làm việc và hỗ trợ nhiều mặt về các thủ tục pháp lý. Hai vợ chồng anh Trần Trung Kiên và chị Nguyễn Thị Hương đã làm việc cho công ty từ năm 2008 và vẫn quyết tâm gắn bó ở đây vì họ cảm thấy được đảm bảo về mọi mặt. Đại diện của công ty may Dista cũng chia sẻ rằng, trước hết chúng ta phải nghĩ đến điều kiện của những người công nhân ở xa tổ quốc, xa gia đình sang đây làm việc. Thứ hai, nếu muốn công nhân kéo dài thời gian làm việc với công ty thì chắc chắn phải cần đến tinh thần. Bởi vậy, vật chất và tinh thần phải đảm bảo song song vì chính sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hiện nay thì có khoảng trên 40.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai. Điều này đặt ra khá nhiều thách thức trong việc hòa nhập xã hội của các cô dâu Việt Nam. Để tháo gỡ những khó khăn này cho các cô dâu Việt Nam và tạo cơ hội gắn kết các gia đình đa văn hóa, thì Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc vừa tổ chức buổi gặp mặt cho 20 gia đình tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chị Vũ Như Quỳnh quê ở Quảng Ninh kết hôn với anh Park Tae-sun từ năm 2006. Đến nay anh chị đã có một bé gái xinh xắn.
8 năm sống ở Seoul là 8 năm chị Quỳnh nỗ lực rất nhiều để có thể hòa nhập được với gia đình và văn hóa Hàn Quốc. Có điều kiện về, được về, không điều kiện về. Không thông thạo tiếng Hàn đó, nên là gặp rất nhiều hiểu lầm. Đi ngân hàng, đi bệnh viện đó, hoặc đi hỏi đường á, mình hỏi chợ thì người ta có thể hiểu lầm rằng là hỏi đi tàu thì người ta lại dẫn. Hoặc là mình muốn mua giấm đó, thì mình lại chọn nhầm chai dầu ăn vì màu sắc nó giống nhau mà. Không biết tiếng Hàn là rào cản đầu tiên mà các cô dâu Việt phải trải qua. Chị Quỳnh đã phải mất một năm mới có thể tự tin khi giao tiếp với người Hàn. Giờ đây, sau 8 năm, chị đã trở thành giáo viên dạy văn hóa Việt Nam của trường Trung Hiên, tỉnh Quang Miêng. Để được làm giáo viên, Quỳnh phải thi cạnh tranh với tất cả các ứng viên khác và Quỳnh đã thi đỗ. Gia đình tôi cũng hỗ trợ Quỳnh rất nhiều, nhưng nếu cô ấy không cố gắng, sẽ không thể vượt qua. Đối với mẹ tôi, Quỳnh rất lễ phép và mối quan hệ mẹ chồng, con dâu cũng rất tốt đẹp. Vì thế mà tôi rất tự hào và hạnh phúc khi sống cùng Quỳnh. Còn đây là chị Trang, cô dâu Việt lấy chồng ở tỉnh Gangwon. Khi các con đã lớn và đi học, chị Trang đã xin làm thêm công việc bán bánh bao ở đảo Nami. 7 năm chưa một lần trở về Việt Nam, lo lắng lớn nhất của Trang là các con không có cơ hội học tiếng Việt và hiểu biết về quê ngoại Việt Nam. Lắng nghe những ý kiến này, Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc đã tiến hành nhiều dự án nhằm trợ giúp cho các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức cho các gia đình Việt Hàn về thăm quê ngoại. Không chỉ các cô dâu Việt Nam cần hiểu hơn văn hóa Hàn, mà ngay cả các chàng rể cũng hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt mong muốn trẻ em, những thế hệ thứ hai trong gia đình Việt Hàn hiểu về quê ngoại. Ngoài ra, Quỹ Phụ Nữ còn có rất nhiều dự án về dạy tiếng Hàn cho cô dâu, các đường dây nóng phòng tránh bạo lực, trợ giúp pháp lý. Thế nhưng, theo chị Quỳnh cũng như là nhiều cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc, điều quan trọng nhất là sự cố gắng của chính mỗi người. Mới đây, cô dâu Việt Nam đầu tiên trở thành cảnh sát tại Hàn Quốc lại thêm một tin vui để những cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc tự tin hơn khi hòa nhập vào xã hội Hàn Quốc. Đoàn sinh viên tình nguyện đến từ 3 trường đại học Waseda, Rusio và Namja của Nhật Bản vừa kết thúc chuyến lao động trồng rừng 10 ngày tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chương trình hợp tác quốc tế của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với các trường đại học, các tổ chức xã hội và quan hệ quốc tế của Nhật Bản từ năm 2000 cho đến nay. Công tác trồng rừng tại các địa điểm vùng sâu, vùng xa mà tiêu biểu là địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng không chỉ của sinh viên hai nước mà còn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền địa phương. Tại buổi lễ chia tay, các bạn sinh viên Việt Nam và Nhật Bản đã mang đến buổi lễ một không gian văn hóa Nhật Bản đặc sắc trong những trang phục truyền thống cùng những lời ca tiếng hát của đất nước mặt trời mọc. Tiếp theo bản tin là thông tin về lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc và gian hàng Việt Nam tại lễ hội ngày mở cửa Berlin 2014. Vừa qua, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ hội văn hóa Việt Nam lần thứ tư nhằm thiết thực chào mừng 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và hướng tới kỷ niệm 22 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Đến với lễ hội năm nay, có khoảng 2.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Họ có thể tham gia các gian hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, tham dự các trò chơi dân gian như múa sạp, nhảy ngựa, vẽ mặt nạ Trung Thu, thưởng thức các món ăn truyền thống của dân tộc và các tiết mục văn nghệ quần chúng do các chi hội người Việt tại các địa phương trên khắp đất nước Hàn Quốc trình diễn. Còn tại lễ hội ngày mở cửa Berlin 2014 diễn ra tại Cộng hòa Liên bang Đức, không gian văn hóa nghệ thuật và ẩm thực của đoàn đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng thu hút sự chú ý của người dân Đức cũng như khách du lịch quốc tế. Ngoài các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, gian trưng bày của đoàn Việt Nam còn có nhiều tranh ảnh, thông tin quảng bá du lịch Việt Nam, đặc biệt còn phục vụ món nem rán đặc sản của Việt Nam. Ngày mở cửa là chương trình đặc biệt của chính phủ Đức nhằm tạo cơ hội cho mọi người dân và du khách có dịp tham quan các công trình, trụ sở làm việc của nhà nước và là nơi trao đổi, giao thoa giữa nhiều nền văn hóa. Việt Nam tươi đẹp là tên buổi triển lãm ảnh vừa được tổ chức tại Australia bởi hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và Hoàng Hải Thịnh, đôi bạn mà những người trong nghề quen gọi là hai người bạn ảnh. Triển lãm Việt Nam tươi đẹp hấp dẫn người xem bởi sự đa dạng hòa quyện giữa hai phong cách nhiếp ảnh. Ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Thanh thì thiên về đời thường và những mảnh ghép gắn kết của cuộc sống. Còn Hoàng Hải Thịnh lại đa dạng về phong cảnh và con người, phản ánh trung thực những nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Trước đó thì hai nhiếp ảnh gia này đã khá thành công tại triển lãm ảnh nhóm ở Texas, Mỹ năm 2012. Nguyễn Việt Thanh và Hoàng Hải Thịnh cùng chung một niềm đam mê sáng tác về phong cảnh và con người Việt Nam để giới thiệu tới bạn bè quốc tế.
Thông tin vừa rồi thì đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay. Quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube để xem lại các chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.